Người chân lên, người chân lên. Ôi sợ. Ôi ơi, không lên được dốc à? Mọi người ơi, hiện tại thì mình đang có mặt tại Happy Fan ở Lào Cai mọi người ạ. Hôm nay thời tiết rất là đẹp mọi người ạ, mát mẻ hơn ngày bình thường. Và nó không bị nắng như mọi hôm. Bà ăn nay bà ăn đi chơi vui không? Bây giờ thì mình sẽ ra thanh toán tiền vé của mỗi người và sẽ đi lấy đồ uống nha mọi người. Ở đây là phải trả tiền trước để đi lấy đồ. Bây giờ mình vào nha. Khoác ra đây em chụp ảnh kìa. Ở đây không có đâu, có đồ uống thôi. Hello anh Tiến đi nào, hello anh Tiến đi. Tiến không được ở đây nhỉ? Tí nữa lên chỗ cái khu vực ở trên này có kiều này thưa này. Ngồi đây lấy đồ uống đã xong thao hồ chơi. Hôm nay ở đây rất là vắng mọi người ạ. Ngày cuối tuần nhưng mà rất là vắng luôn. Lâm ơi chú uống với. Lâm chú uống với. À ngon thế. Ô nó ăn cái gì đấy chị? Ôi dồi ôi. Ăn sáng mà mới mìm. Những cái gì đấy thư? Trong túi có những cái gì đấy? Đồ uống đúng không? Ok. Rồi bây giờ đi chơi ở đâu trước nào? Thưa chị Gâu. Cái gì mà thưa chị Gâu? Ở đây mà cứ đòi cho chị Gâu. Đưa đây một thách cho. Bây giờ vẫn đang mai thì mọi người vào chơi trận cỏ trước. Vâng, trận cỏ bên nào chị? Đây mình cứ đi thẳng cuối xuống. Vâng, vâng. Thật lạnh nhá. Ê, con đi với mẹ đi. Con uống cái này đầy làm sao mà con cầm được. Chưa chi đã uống rồi. Mọi người nha. Uống thử bạn nha. Nè, uống thử nhớ. Nhớ. Hơi nóng. Mở cái xe để đi được không? Cái lều mọi người ạ. Đây là cái lều, cho to cực luôn. Cái hàng rào hình bút chì kìa, thân thiện quá. Hàng rào mình chịu với bút chì đâu. À đúng rồi. Có nhiều bút chì thế nhỉ? Có mấy cái bút chì đấy. Đây là cái thùng rác mình sẽ vứt vào đây. Làm từ gốc cây đấy, đẳng cấp chưa? Ui, công này mọi người. Ôi ôi. Khoan khoan vào khơi công đi. Lấy cái gì cho nó ăn, lấy cái gì cho nó ăn. Đây là con công đực này. Cánh nó đẹp nhỉ. Cái này cũng có. Cái này lấy công. Cánh nguyên béo cái cánh này xinh nhỉ. Ô cái gì đấy. Ôi lúc nãy nó kêu mày nhỉ. Ô kiến. Cái gì đấy chị? Kiến. Bố kiến lửa đây đầy cục. Con công nó mua nó kiến lửa. Nó xẻ chân là nó buộc chân nhỏ nó xẻ cánh. Bố ơi, con kiến. Dậm chân đi. Chỗ
cầu chuột tỏ khổng lồ ấy, mọi người đi theo mình nhé. Long ơi. Wow. Ui, cầu chuột to như này mọi người. Chị miếng sao ấy, không sợ kiến làm gì, nó không lốt đâu miếng. Sao đào đâu, nhà đào chắp hết rồi bố tù. Ơi, ơi, để bố chú chụp ảnh nhá. Ta từ từ đã chụp được ảnh nào. Từ từ đấy nhá. Mấy con lắm ơi. Tưởng khi được trượt xe này mọi người không? Thích lắm. Nhưng mà sợ không? Có sợ không? Hơi hơi nhưng mà bây giờ chơi nhiều quen rồi. À rồi, để phải đi phỏng vấn Phong Huyền nhá. Lâm có thích không? Lâm thích không? Lâm thích. Lâm thích nhỉ? Thế là Lâm còn muốn trượt nữa không? Chưa trượt. À này, con thích không? Có thích nhỉ, nhưng mà sao khóc sợ? Tao con sợ, con sợ cái gì đấy? Sợ gì? Tổ kiến đâu? Ngứa. Thế con có sợ kiến không? Bảo An gặp tổ kiến rất là sợ mọi người ạ. Khóc thía lên. Bảo An ngồi đây đợi bố nhá. Nào Lâm đi. Mệt quá mọi người ạ. Anh Lâm rất là sướng. Lâm thấy sướng không? Thích không? Nhưng mà chú mệt lắm. Lâm phải dậy đi.
Đây con xuống chú dắt, con xuống chú dắt nào. Xong rồi tí nó ngồi lên nhá. À, con xuống. Nào. Lâu lâu lên dốc mệt không chịu được. Con xuống con. Con bước xuống đây. À, mệt lắm Thư ơi. từ từ đã. Hả? Mẹ ngồi á? Nhưng mà không ai quay. Nào, bắt đầu quay nhá. 2. Dưới chân lên, dưới chân lên. Ôi sợ. Ôi ơi, không lên được dốc à? Đúng ra nó phải có người lôi cho mình chứ nhỉ? Mình tự lôi này chơi mệt lắm. Bà ăn con đi nữa không? Đi được à? Thế con xuống đi để bố lôi xe xong con lên đi lần nữa nào. Đi xem cừu đi, bác Huyền bà. Đi xem cừu đi. Mệt lắm rồi. Thế con xuống đi, bố cho con đi một lần nữa. Nè. Bảo chú Bảnh nhưng mà cu Lâm không hợp tác mọi người ạ. Nào bắt đầu nhá. Ngồi kè. Thôi được rồi cho. Hả? À, không sao cả. Cho nó ngồi xe riêng cũng được. Ngồi đấy nó che hết bác. Bắt đầu nhá, chụp một kiểu ảnh nhá. Bắt đầu nào. 2, 3. 2, 3. Kiểu khác đi, tạo dáng đi. 1, 2, 3. 2, 3. Bắt đầu nhá. 2, 3. Bắt đầu nhá. 2, 3. Mọi người ơi, bây giờ gia đình mình chơi ở đây mệt. Hơi mệt rồi cho nên là bây giờ lại di chuyển sang chỗ bên đường Kiều nhá. Let's go. Con đi với chị Thư này này, nó biết sợ không sợ. Con cứ chạy. Bây giờ ra chỗ xe ô tô chụp ảnh nha luôn nhá. Chị Huyền ơi, ra chỗ xe ô tô cho bọn trẻ con chụp ảnh ở đấy. Rất tiếc thiếu Tiến nhỉ. Lâm thấy đẹp không? Lâm thấy đẹp không? Thư lên chụp ảnh con. Ông ngồi xe nào? Nào, bà An ơi, quay ra đây, bố chụp ảnh nào. Lại nhá, chụp góc bên này nhá. Nào, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Vè cái tóc lên cho con. Ủa đây. Hai mẹ con nào, hai mẹ con lên nào. Nào bắt đầu nhá. Nào bắt đầu nào. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ôi dồi nhiều kiểu thế. Bà An hôm nay con đi đường đi chơi con thấy vui không? Con sợ cái gì cơ? Kiến nó cắn có mấy miếng có làm sao? Nào Thư chụp ảnh cho con.
Nào hai mẹ con cứ ngồi đấy để cho Thư ngồi bên này nào. Con không biết leo. Con thổi cho cái vui. Rồi, con lên. Nào. Bắt đầu nhá, hai mẹ con nào. Nào. 2, 3. Thư nhìn đây. 2, 3. Rồi, góc bên này nhá. Nào, bắt đầu chuyển sang góc bên này nào. Bắt đầu nhá. Nào. 2, 3. Nhìn đây. 2, 3. 2, 3. Nào Lâm ơi, Lâm xuống xe nào. Nhung cứ ngồi đấy, Nhung ngồi lên đấy làm nền cho cháu. Bảo An ơi, à Lâm ơi. Lâm ơi, con nhìn này, nhìn lưỡi chú này. Ôi dồi ôi, sao lưỡi kiến cắn lưỡi này. Rồi, ok, let's go. Đi xem con kiến đi. Ừ, xe đạp đi. Bắt đầu nhá. 2, 3. Lại nhá. 2, 3. 2, 3. Các bạn nhỏ đi đâu đây? Ở đây có cái gì đấy? Từ từ đã. Con gì kêu đấy? Bông, hôm nay con có biết con công chưa? Con công vừa xem con kiến cắn chạy mất dép đấy. Đấy là con công đấy. Lâm đi cầu trượt nào. Ôi bố ướt hết lưng này Thư này. Lâm ơi nóng không? Lâm nóng không? Chú nóng lắm. Chú ướt hết áo này. Lâm đi cầu trượt thích không? Nào, con đi xem nào. Từ từ đã. Nào Lâm đi cầu trượt nào. Con bước đi. Con không dám bước à? Nào cho Lâm ngồi với. Dì Nhung cho Lâm lên đã. Cho để cho Lâm lên đã. Không sợ. Lâm thích không? Úi dồi ôi, cho chú ngồi với. Chú mới ngồi đâu? Chú ngồi đâu nào? Bây giờ chú ngồi đâu? À thế con ngồi đi. Không á? Thế Lâm đi đâu đấy? Lâm đi cầu trượt à? Lâm ơi, ra đây chú cho ngồi con vịt này. À con cừu này. Đây, đi xe này. Lâm ra đây con. Nào đi. Ở đây lắm bút chì to thế nhở? Không biết họ bán bao nhiêu tiền một cái. Cậu trượt cái thứ kìa, bông kìa, con đi bên đây, đưa đi. Trượt trượt làm gì có. Con dám đi không? Đi được không? Đây điện thoại đây Nhung này. Thế mà cũng sợ. Ôi giời ơi, mắc dép. Mọi người ơi, bảo An bị mắc dép thế là sợ kiến chạy tọt lên đây luôn này. Rồi ok. Mẹ đau bụng của bảo An đây.
đi Lâm ơi, đi về. Nào, chú giữ Lâm đi nào, Lâm đi một lần nào. Chú cho Lâm, chú giữ tay Lâm đi nhá. Nào. Ôi dồi ôi, Lâm này, Lâm này. Mọi người thấy Lâm giỏi chưa? Đấy. Lâm thích không? Ôi dồi. Đấy, mọi người thấy Lâm giỏi chưa? Đấy, Lâm lại đi tiếp này. Đấy, ôi dồi. Lại đi tiếp này. Nào. Mà mắc rồi, mắc rác rồi nhỉ. Lâm lại đi tiếp nào. Rồi. Ui dồi. Rồi, ok. Đi ra kia chơi, ra kia chơi. À, dép đâu? Dép Lâm đâu? Rồi, Lâm lại ra kia đu, chơi đu về em Bông, về dì Nhung nào. Hôm nay Lâm đi chơi có thích không? Không á? Đi lên xem cừu đi. Lên xem cừu đi. À. Không sợ. Bắt đầu nha. 1 2 3. 2 3. Đâu rắn con đâu? Mọi người ơi, ra kia xem rắn con vừa mới nở nhá. Thấy anh Thư bảo là rắn con vừa mới nở xong. Đâu? Đâu? Cô đi chơi cũng mệt gì Huyền ạ? Lâm thấy mệt không? Lâm mệt không? Bông mệt không? Hả? Thư thấy mệt không con? Lắm rồi. Thế bây giờ nghỉ tí xong lên xem cừu nhá. Đi ra ngoài kia mua coi. Nóng à? Đi chơi mà mệt phết mọi người ạ. Quá mệt luôn. Rôm cắn này, rôm cái gì đây? Quát này, nó không biết mẹ đấy xem. Bố ơi, con thấy kem của cô nóng không bán nữa. Đấy, bố ra mua rồi. À, để thì bố ra xem. Có treo lên tổ chim chụp ảnh không? Đấy. Đấy, họ làm tổ chim cho chụp ảnh này. Đằng kia còn chưa đi hết nhỉ? Ờ. Mọi người ra kia khám phá tổ chim nhá. Wow, tổ chim này mát thế nhỉ? Ôi, trên này có con chim cái này. 1 2 3. 2 3. Lại gần nữa. Nào. Bắt đầu nào. 2 3. Hả? Nào, rồi. Cứ đấy, đúng rồi. Đừng nghiêng, thẳng đầu lên. Gập cằm xuống. 1 2 3. Ok, rồi, Thư lên nào. Ờ rồi, đứng đấy mẹ, con đứng dịch vào cái cầu thang. Bắt đầu nhá. 1 2 3. 2 3. 2 3. Ok. Bắt đầu nhá. 1 2 3. 2 3. Thư chụp bao con? Hai mẹ con chụp. Đứng một người bên. 1 2 3. 2 3. Ok, rất đẹp mọi người ạ. Cá coi. Tắm đi Bông. Bơi về xuống đây tắm, cắn cá nó rửa đít cho. Hả? Nước bẩn lắm. Có con hươu kìa. Con nai kìa. Đây.
Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Góc này đẹp lắm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lại nha. 1, 2, 3. Hất nước đây nào. 1, 2, 3. Lại nào. 2, 3. Ok. Rồi, ngồi đấy chụp ảnh nào. Một, hai, ba. Thư. Một, hai, ba. Lâm ơi, nhìn chú này. Lâm nhìn lưỡi chú dài không? Một, hai, ba. Cậu Lâm không hợp tác. Từ từ. Bắt đầu nhá. Nào. 2, 3, 2, 3. Ok. Bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Lại chụp đứng kiểu nào. 1, 2, 3, 2, 3. Ok, rất đẹp mọi người ạ. Rồi, đi. Mọi người ơi, nhà mình đi ăn đây, đói quá rồi. Mọi người, bây giờ nhà mình đi ăn này. Thư đưa Thư Sumo đi ăn này, bông mệt thì nằm cổng queo một chỗ này. Đấy. Ngoan mệt nằm tìm chỗ nằm này. Ôi dồi ôi. Mệt không? Thư hôm nay gọi những món gì nào? Tái dê gói à? Tái dê gói, lòng dê xào, dê chả hay dê đấy? Dê trao tỏi. Nầm dê nướng. Đấy. Nầm. Bông thấy mệt không con? Con thấy mệt không? Yeah. Lâm thấy mệt không? Lâm thấy mệt không? Mệt không? Lâm thấy mệt không? Mệt à? Nằm đây chơi, nằm đây, nằm xuống nghỉ. Ôi giời, mệt thế nhỉ? Tẩm quất cho anh Lâm nha mọi người nha. Bác Huyền đi ăn dê Lào Cai. Bác Huyền tí nữa ăn dê Lào Cai xem có giống dê lên Hòa Bình không nhá. Đây là món dê gì đây? Dê chao hành. Không uống nữa để ăn nữa này, này đang ăn thịt dê này. Đi chơi bà nhọc bà chết không đứa nào thở được. Anh là chú đói chứ, bảo ăn đói chứ con, có đói chưa? Chưa. Bà Dung ăn cơm chưa? Bác lên đây ăn thịt dê, bác Dung ơi. Thưa quý vị và các bạn, Lâm đang mệt quá, đi chơi mệt quá, bây giờ đang nhiễu này, đang khóc này. Lâm lại ngoan rồi, Lâm đẹp trai rồi nhỉ, Lâm là trai, Lâm ngoan rồi. Thịt trâu ngon thế. Bạn nào mà không ăn thì không cho đi siêu thị đâu nhá.